Sau khi bị quốc sư đại nhân đuổi khỏi xe ngựa, Phật Tô muốn tiếp cận cô lần nữa, nên đã không tiếc công bị quất roi vào người. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của anh. Khi Lâm Vi tự đi tế bái sư tôn, chuẩn bị quay về, thì thấy anh đang là nô lệ. Mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch của anh. Lâm Vi tự lại ra tay, cứu Phật Tô ra khỏi tay của quan gia tiểu thư, và còn phạt quan gia tiểu thư. Lâm Vi tự nói với anh, mình không giữ lại người vô dụng. Sau đó dẫn anh đến quân doanh Sích Quân, chỉ về phía binh sĩ của Sích Quân. Nếu anh có thể thắng người này, sẽ được ở bên cạnh cô. Phật Tô nhìn người đó rồi nói, người này không đẹp trai như mình. Sau đó tự tin nói, đại nhân xem đây, ta sắp tấn công rồi. Khi Phật Tô rời đi, hai cánh tay trắng ngần bỗng ôm Lâm Vi tự. Hóa ra là thống lĩnh Sích Quân, công chúa Ôn Thiển. Vừa gặp đã nũng nịu, đã lâu không gặp, mà tỷ bỏ ta để tìm một tên yếu ớt à? Lâm Vi tự khẽ chạm nhẹ vào mũi cô nói, muội muội của ta ơi, muội có vị hôn phu rồi đó. Chưa nói xong, Ôn Thiển bỗng nhiên buông bàn tay đang ôm Lâm Vi tự ra. Ta và hắn không còn là hôn phu hôn thê nữa. Lâm Vi tử vội hỏi, muội thật sự tin vị hôn phu của mình không bị oan sao? Với những gì ta hiểu về hắn, hắn sẽ không phản bội đâu. Ôn Thiển nói không phải là không tin, dù tất cả chứng cứ đều chĩa vào hắn, ai cũng nghi ngờ, thì mình vẫn tin tưởng hắn trong sạch. Nhưng hắn lại mặc kệ cho phụ hoàng xóa hôn ước, hắn muốn thừa nhận chuyện ấy, không muốn gặp mặt ta một lần. Khi Ôn Thiển đang đau lòng vô bờ, Lâm Vi tự bỗng lấy ra một thứ, đây là thẩm quyết nhờ ta đưa cho muội, vụ án của hắn sẽ được giảm nhẹ, là ta đã ép bệ hạ tạm thời thay đổi thành lưu đày, ngày lưu đày là ngày mai. Ôn Thiển cầm cái túi trong tay Lâm Vi tự, Lâm Vi tự nói cô hãy nhìn lại trái tim mình, đừng để bản thân phải hối hận. Sau đó quay người xem Phật Tô biểu diễn, đột nhiên lại quay qua nói với Ôn Thiển, lúc nên tùy hứng thì hãy tùy hứng đến cùng, mọi chuyện có đại tần quốc sư chống lưng, có gì mà phải sợ. Ôn Thiển nhìn những gì Lâm Vi tự giao cho mình, thở sâu một hơi, sau đó mở ra, đó là thẻ nhân duyên của cô. Cô ôm chặt nó trong tay, đau đớn vạn lần, nhớ lại cảnh bản thân từng đưa cho thẩm quyết, còn hứa với hắn rằng thẻ nhân duyên là nửa đời sau của mình, một khi đã đưa ra thì không được trả lại. Phật Tô muốn ở lại bên cạnh Lâm Vi tự, đã đồng ý yêu cầu của cô, khiêu chiến kỳ tướng quân của Sích Quân. Hắn tự tin ứng chiến, ai ngờ vừa được một chiêu, đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Kỳ tướng quân quả nhiên mạnh hơn người thường. Phật Tô bị đối phương ép đến khó thở, vũ khí nhanh chóng bị đánh rơi. Kỳ tướng quân nói ngươi thua rồi. Lâm Vi tự vỗ tay khen hay, không ngờ lại ép kỳ tướng quân dùng tuyệt chiêu. Phật Tô cúi đầu, quả nhiên vẫn thua. Sau này thật sự không thể ở bên đại nhân nữa sao? Ôn Thiển ở bên cạnh, thấy vậy nói, cốt chất của người này không tệ, có cần ta giúp tỷ dạy dỗ không? Ai ngờ Lâm Vi tự nói người của ta, cứ để ta dạy dỗ, ở lại Sích Quân muội lại ngược đãi. Phật Tô nghe xong, lập tức nói đại nhân, nhưng ta đã thua, thắng thì mới được ở bên đại nhân mà. Thật ra, tất cả chỉ là thử thách cho anh. Mấy ngày sau, ngày lưu đày của thẩm quyết cầm lấy quà trong tay Lâm Vi tự, nói mình là tội thần, sao lại phiền quốc sư đại nhân đến tiễn. Lâm Vi tự nói sẽ không để hắn bị oan mãi, cô sẽ tiếp tục điều tra, trong đó có tín vật của quân đoàn đánh thuê, đến thời cơ thích hợp sẽ cho hắn vào linh võ, đảm bảo hắn được an toàn. Thẩm quyết nói bản thân đã phản bội, bảo Lâm Vi tự đừng điều tra nữa, nếu tiếp tục sẽ không có lợi cho cô đâu. Ôn Thiển lại xuất hiện đúng lúc này, hỏi vì sao không được tra tiếp, đây là nguyên nhân hắn gánh tội phản bội à? Thẩm quyết không muốn liên lụy đến công chúa, nói đã xóa hôn ước với cô rồi, vụ này không liên quan đến Ôn Thiển. Cô nói thẩm quyết chỉ không muốn cô mạo hiểm vì hắn. Thẩm quyết lại phủ định, đột nhiên cô nắm cổ áo, sau đó hôn lên môi hắn. Lâm Vi tự ở một bên, cảm thấy bị thồn cơm chó. Vì người mình yêu, cô chỉ tin vào mắt mình. Phu quân cô chọn, dù có phải dính bao nhiêu lời đàm tiếu, hay cố ý đẩy cô ra xa, cô sẽ chỉ chọn một con đường đúng đắn. Hai người nhìn thẩm quyết đi xa, Lâm Vi tự hỏi Ôn Thiển, chắc chắn sẽ dấn thân lật án cho thẩm quyết sao? Vụ án này có liên quan đến phụ hoàng muội đó, muội có biết nó nghĩa là gì không? Ôn Thiển nói cô đã sớm không coi kẻ đó là cha rồi. Mẫu phi chết bệnh, ông ta không nhìn một mắt, từ ngày đó cô đã coi như cha mình chết. Sau đó hỏi Lâm Vi tự, thật sự không sợ đối địch với hoàng đế sao? Lâm Vi tự nói chỉ là một thiên tử mà thôi, cô đã muốn thì lật cả trời cũng chẳng sao. Chuyện cô đi tiễn thẩm quyết đã truyền vào tai hoàng đế. Thám tử của hoàng đế báo rằng Lâm Vi tự có nghi ngờ về vụ án của thẩm quyết, nếu để cô ta tiếp tục điều tra, e rằng hậu quả khó lường. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ném bay đám tấu chương đi. Nếu không phải Lâm Vi tự cầm linh vũ, thì ông ta sao có thể bị động như vậy? Sau đó ra lệnh cho cẩm y vệ không nên giữ lại thẩm quyết, tìm cơ hội bịt mồm hắn mãi mãi đi. Tại phủ quốc sư, Phật Tô ở Ôn Tuyền ngâm đôi chân không chịu nghe lời, mèo trong tay còn mê đắm nhìn hắn, cá lớn đúng là thơm. Mà lúc này vừa hay Lâm Như Luyện đi qua, thấy Phật Tô bị chị gái mình vứt bỏ nhưng lại xuất hiện một lần nữa, hắn không dám tin hỏi sao người lại quay về. Phật Tô thản nhiên nói, đại nhân đem mình về. Như Luyện bèn nói, người có chân có tay, việc gì phải làm nam sủng dựa vào quốc sư, ngươi có ý đồ gì với A Tỷ ta? Không được, ta không thể để ngươi vấy bẩn A Tỷ. Chưa nói xong, đã bổ nhào vào Phật Tô.
Phật Tô tránh ra, một chân đá Lâm Như Luyện vào hồ. Ai ngờ Lâm Như Luyện kéo luôn áo hắn. Tiểu gia ngã hồ thì ngươi cũng phải xuống cùng. Phật Tô lảo đảo, cũng nhảy xuống theo Lâm Như Luyện. Cả hai vò đầu bứt tóc nhau. Lâm Như Luyện hét lên: đồ tiểu yêu tinh, tiểu gia ta phải xử đẹp ngươi. Lâm Vi Tự lại gặp được, hỏi bọn họ đang làm gì. Cô nhìn cả hai người đàn ông này, tức giận nói: ta mới đi bao lâu mà hai người đã lật cả cái phủ này lên rồi. Lâm Như Luyện nói: không phải, A tỷ hãy nghe ta giải thích. Ai ngờ Phật Tô đã làm nũng: đại nhân, hắn đánh ta. Lâm Vi Tự không nghe họ giải thích, đánh cho cả hai một trận. Cả hai phải đứng yên tại chỗ không lên tiếng. Sư đệ chất vấn cô: sao lại vì tiểu yêu tinh này đánh em trai mình chứ? Cô nói: hắn sau này đừng có làm phiền Phật Tô, hắn là một hạt giống tốt, ngày mai đi học ở trường võ Vĩnh An. Lâm Như Luyện nói: mình cũng muốn đi. Lâm Vi Tự nói: ngươi quên mình đang bị cấm túc à? Cậu thề sẽ rèn luyện thật tốt, bảo vệ A tỷ. Cô lạnh lùng phất tay nói: cảm ơn, nhưng có lẽ tới chết ta cũng không chờ nổi ngày đó. Cậu cảm thấy bị khinh thường, khóc lóc chạy đi, nói sẽ chứng minh cho A tỷ xem. Lâm Vi Tự cạn lời vì tên đệ đệ này, khó hiểu hỏi Phật Tô: phải sỉ nhục ngươi cỡ nào thì ngươi mới khóc, để người cả khóc lóc? Lâm Vi Tự nhéo mặt anh. Phật Tổ đau khóc lên, nước mắt rơi xuống, mỗi giọt lệ rơi ra đều biến thành một viên ngọc. Cô cầm nó lên, hóa ra người cá rơi lệ thành ngọc là thật, chỉ là sao trong viên ngọc này lại có hình của cô? Lâm Vi Tự ủy khuất xoa mắt: khi người cá khóc sẽ khóa cảnh trước mắt vào trong viên ngọc. Cô muốn lấy viên ngọc thành của riêng, ai ngờ đã bị Phật Tô cướp lại. Đây là đồ của anh, không cho ai hết. Nghĩ đến việc sắp phải chia ly với đại nhân, để lại viên ngọc là được ngắm cô mỗi ngày, cô không làm gì được nên mặc kệ anh. Ai bảo anh là bảo bối của cô? Hôm sau Phật Tô chuẩn bị xuất phát đến trường võ Vĩnh An. Trước khi đi, Lâm Vi Tự còn bảo hắn uống sữa dê đặc chế. Lâm Vi Tự lập tức uống cạn, không thèm nghĩ ngợi nhiều. Lâm Như Liên bên cạnh còn cười nhạo: anh bao nhiêu tuổi rồi còn uống cái đó, không sợ mất mặt à? Phật Tô không quan tâm: hắn nói cái gì, hắn là cá không phải người, không quan tâm. Lâm Vi Tự không chịu nổi, giơ tay bang cho em trai một cái: nam sủng của cô, ngoài cô được phép bắt nạt ra, kẻ khác đừng có hỏng. Còn dặn đệ đệ đến trường thì không được để lộ thân phận của Phật Tô. Anh nhìn đại nhân bảo vệ mình như vậy, vui vẻ không xiết. Anh sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của đại nhân, phải mau trưởng thành, sớm ngày phản thụ thành công, đến trường võ Vĩnh An. Lâm Như Luyện vừa đi vừa nói: Phật Tô trông cũng đẹp trai, thân thủ không tệ, sao không làm gì mà làm nam sủng? Lúc này có một âm thanh quen thuộc, nhìn lên là tỷ tỷ Lâm Thanh U đang bị bắt nạt Bạch Liên Hoa lần trước, cố ý quyến rũ thái tử, sau đó còn ngó lơ thái tử. Ai ngờ thái tử đã thích cô ta, bắt lấy tay cô ta. Giả thanh cao cái gì, lần trước còn lao vào lòng của bồn cung kia mà, chơi xong rồi chạy hả? Lâm Như Luyện thấy tỷ tỷ bị bắt nạt không chịu nổi nữa, bèn giơ chân xông tới định dạy dỗ hắn, nào ngờ tùy tùng của thái tử đã đánh đập hắn, lảo đảo ngã xuống đất. Phật Tô khinh bỉ hắn: đúng là phế vật vô năng. Ai ngờ Lâm Như Luyện yêu cầu hắn xả giận cho mình, Phật Tô đánh bại bọn họ thì hắn sẽ công nhận Phật Tô là tỷ phu một ngày.